chào mừng anh đã quay trở lại với kênh channel Join của the Vista Vinh. Hiện vẫn là mình đây. Thì ok, hôm nay mình sẽ có một cái tin vui cho anh em, là một cái tin mà mình đã từng nói với anh em rồi và mình cũng đã từng có dự đoán với anh em rồi, và cái tin đó chính là cái tin là nhân vật Lay Ông thì chúng ta sẽ nhận được là toàn server, chứ không chỉ riêng gọi là không chỉ riêng một cái phe nào hết. Thì ở clip hôm trước mình đã từng nói với anh em một lần rồi, đó chính là anh em mình phân tích theo anh em cho anh em theo một những gì mà Garena đã đưa ra đó. Thì mình đã nói là có thể là phe thua của anh em vẫn sẽ nhận được là nhân vật Lay Ông, và hiện tại là phe núp của mình á với anh em đã chọn thì bây giờ đã vượt lên là phe cân hết rồi đấy. Thì chắc là do là những ông mà bắn hay với ông làm biến chơi hay sao đấy, tôi không biết, nhưng mà đây không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính của chúng ta là chúng ta có một cái hình ảnh, mà cái hình này đã ẩn trong cái gọi là ẩn phía sau của hai cái phe này, đó chính là cái hình ảnh mà khi mà anh em bấm vào cái nút khởi động nè thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh phía bên trái này, anh em sẽ nhìn nha. Đó, anh em sẽ mình nhìn thấy chữ chúc mừng cả hai phe đấy. Đó, anh em thấy xin chúc mừng không? Đó thì mình để một cái hình này trên đây, trên cái đoạn video này luôn cho anh em dễ nhìn nha. Đó thì anh em thấy không? Chúc mừng cả hai phe. Đó. Thì thật ra đây là chỉ là một cái trá hình của Garena thôi, và cái phần này á mình đã nói cho anh em rồi. Thì Garena chỉ gọi là cho chúng ta chọn như thế thôi, và không có tác dụng là cho chúng ta gọi là thắng thua gì cả. Đó. Tại vì sao? Tại vì từ ngay từ lúc đầu á thì Garena đã đưa ra cho chúng ta một cái gợi ý rồi, thì Garena chỉ muốn cho chúng ta chọn một cái phe nào chúng ta muốn thôi, và họ kia là giúp chúng ta đọt mốc Buya toàn server, và tiếp theo nữa là ghi nhân vật Leon diễn diễn, và không có một bất cứ một cái thứ cái câu nào nói là phe nào thắng sẽ được nhận Leon diễn diễn, không có nha. Tại vì Garena cũng đã tạo một cái bình chọn ở trên Facebook rồi, thì Garena bảo là ngày Buya này anh em muốn nhận quà gì miễn phí á, thì Garena đã có đưa Leon vào, thì chắc chắn thì chắc chúng ta là sẽ được nhận được tất cả toàn bộ người chơi của chúng ta trên tròn server này luôn đó. Thiệt ra thì cái này nó không quá là quá lớn lao gì, nhưng mà anh em phải buộc là anh em phải đạt tới mốc là 5 triệu Buya thì anh em mới nhận được nha, chứ không phải là Garena nói vậy rồi thì anh em sẽ không cài nữa, nó vậy không phải nha, cái đó là không đúng. Nếu mà chúng ta không đạt được mốc 5 triệu Buya cho phe của chúng ta thì chúng ta sẽ vẫn là không nhận được nha. Đó, chỉ cần anh em nhờ đạt được cái mốc Buya thì anh em sẽ nhận được cái nhân vật Leon này vĩnh viễn 100%. Đó thì người ta để là xin chúc mừng cả hai phe, hãy nhập vào game ngày 20 tháng 1 để nhận ngay nhân vật Leon vĩnh viễn miễn phí nhé. Đó thì anh em biết tại sao mình lấy được cái hình này không? Tại vì mình đã quay ra cái đoạn mà mình reset lại cho anh em xem đó. Mình đã quay cái đoạn này khoảng tầm 5 giây, và mình xem chậm đến mức độ là tầm khoảng là một phần mấy chục á, sau đó mình mới tua chậm lại, từ từ mình lít ra được một cái tấm hình, là cái tấm hình khi mà nó bị chớp 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 anh em, thì nó sẽ hiện ra một cái tấm hình như thế này cho anh em xem. Đó, rất là khó để mà lấy tấm hình này nha, và tất nhiên là khó đến đâu nữa thì tôi cũng vẫn làm được. Thì nói chung là cái thông tin này thì không phải là do mình phát hiện, đây là thông tin từ bên kênh của chú Iraki, và thật ra cái thông tin này là tôi đã biết trước rồi, hôm trước tôi có làm clip cho anh em xem rồi mà. À, thì anh em nhớ cái này thì anh em sẽ thấy clip là chọn phe thua có được nhận Leon không đó, thì mình đã nói kỹ trong clip đó rồi, thì em có thể xem được clip đó thì mà em biết, thì clip đó hình như là được 3.000 view thì phải đó. Ok, và một cái vấn đề mà anh em khá là nhức nhối đó chính là cái vấn đề là cái sự việc là ngài Buya trong cái phần đấu trường Buya nè, anh em có một cái lỗi mà thứ nhất á là chúng ta sẽ bị một cái lỗi là màn hình đen đó. Nếu mà anh em gặp màn hình đen thế này, thứ nhất là anh em sẽ chọn cho mình là nút mũi tên phía bên đây để mà anh em reset lại. Đó, còn thứ hai á thì em phải bấm vào cái nút icon đấu trường Buya phía trên đây nè, em bấm vào thì nó sẽ hiện lên thôi đó. Và cái quan trọng nhất ở đây là anh em rất là quan tâm, đó chính là tại sao mà anh em thắng rồi thì anh em không nhận được một cái bất cứ một cái món quà gì cả. Ví dụ như là mình hiện có là 80 huy hiệu nè, mình vừa thắng một trận thì cũng có là 80 huy hiệu mà thôi đó. Thì anh em hãy làm cho mình một việc, đó là khi mà anh em thắng rồi á thì anh em làm ơn trong vòng nửa tiếng này á, anh em hãy vô, anh em bấm vào phần chơi trận khác cho mình nha. Đó, khi mà anh em bấm vào chơi trận khác thì cái số điểm cộng, cái cúp cộng thêm của anh em trên đây á thì nó sẽ không còn nữa, và nó sẽ chuyển xuống đây cho anh em. Và mình cũng đã bị một cái lần rồi, thì do là tối hôm qua sự kiện nó bị lắc anh em, do tối hôm qua sự kiện bị lắc á thì anh em nào mà on trong tối hôm qua và anh em cài nhiệm vụ á thì anh em sẽ không nhận được những cái cúp này đâu. Đó, anh em nhớ nha.
là có một số bạn á thì cài từ tối hôm qua đến hôm nay luôn, nhưng mà chỉ nhận được một số cái cúp thôi, còn một số cúp thì sẽ không có. Đó thì đó là cái vấn đề do là cái trang của này của Ghana mở ra là nó bị lag, nên là chúng ta không cần phải quá lo. Thì có thể là Ghana sẽ đền bù lại những cái số cúp của anh em bị mất. Đó, nói chung là anh em cứ đợi đi. Và một cái nữa thì anh em lưu ý giúp mình á, là khi mà anh em tìm đối thủ á thì anh em nhớ là anh em chọn những cái nào mà nó dễ làm hơn, còn anh nào mà khó làm quá thì anh em bấm bỏ cuộc ngay lập tức đi cho nó nhanh đó, để mà anh em bỏ ra khoảng 2 phút sau để anh em vô anh em tìm lại để mà có nhiệm vụ dễ hơn. Thì mình đã nói cho anh em trong clip sáng rồi đó, thì anh em chỉ cần lấy cái app bot của anh em á, em tạo bot, anh em mời thêm code vô, em tắt kiếm ngẫu nhiên và anh em nhảy ra cổng trời ở đối với đảo quân sự, còn đảo sa mạc thì anh em nhảy ở trại chỉ huy. Và anh em nhớ nha, cái con boss của anh em được không được thoát ra nha, anh em để con boss của anh em đi theo anh em luôn đó. Nếu mà điện thoại của anh em nó nhanh hơn á thì anh em chuyển vô cơ trưởng cho anh em đi, rồi anh em lấy cái nick mà anh em chơi nè, anh em nhảy xuống rồi cái anh em kéo cái con boss theo luôn, để khi mà xuống trận đấu á thì con boss của anh em á sẽ có tác dụng là nó kéo những con boss khác lại, nó bắn nó. Thì ok, đó là cái phần về cái lỗi của sự kiện này. Và mình khuyên em là nếu mà nó bị như thế này á thì em có thể là lên cái trang gọi là trang hỗ trợ .gana.vn để mà anh em có thể là nhờ người ta nói giùm nha anh em. Thì cái trang này có tên là hỗ trợ .gana.vn. Đó, thì cái trang này anh em phải gõ đúng thì anh em mới được vô một cái trang nha. Đó, thì đây là cái trang của Ghana. Và nếu mà anh em nào có tài khoản Ghana thì anh em có thể là làm vô hỏi người ta, còn anh em là không có tài khoản Ghana thì anh em có thể là đăng ký tài khoản Ghana là thứ nhất. Thứ hai thì anh em có thể lấy cái nick liên minh huyền thoại của anh em á, anh em vô đây anh em đăng nhập anh em hỏi người ta cũng được nữa. Ok, và đó là cái phần về những cái này. Tiếp theo thì chúng ta cùng chơi cái sự kiện Boyago thôi. Đó thì ngày hôm nay thì chúng ta khi mà chúng ta chơi á thì chúng ta sẽ có một cái lợi, đó chính là anh em chơi thì anh em sẽ được một cái lợi nữa là khi mà anh em hết trận á thì anh em sẽ nhận được hai quy hiệu. Thì hai quy hiệu nè, quy hiệu xuất sắc vô giá thì anh em có thể dùng nó để mà anh em chơi cái sự kiện này luôn đó, nó rất là dễ. Còn cái việc mà su su vô gia thì mình cũng bó tay rồi anh em à, tại vì phần su vô gia anh em cũng biết rồi đó, em chỉ nhận được duy nhất cái trong cái sự kiện này thôi. Nhưng mà anh em cũng thấy rồi, trong cái sự kiện này rất là khó anh em à, nó rất là khó để mà anh em có thể nhảy ra trúng cái ô có cái xu đó. Trong cái này chỉ có duy nhất là 3 ô có xu thôi, nhưng mà anh em không thể nào mà điều khiển được cái bước chân của con nhân vật của anh em thì làm sao mà nhảy vô được cái ô có xu, đúng không? Nó rất là khó so với những cái sự kiện mà lần trước Ghana đưa ra, nên là mình mong á Ghana sẽ có một cái giải pháp nào đó, chứ không thôi là ra cái sự kiện cho đổi đồ xong rồi mấy ông vô mấy ông không có xu làm méo đổi được, đúng không anh em? Đó thì nên là Ghana phải có cái gì đó đền bù cho chúng ta mới được. Mình chơi từ hôm bữa tới giờ mà mình mới chỉ được có 20 xu thôi, và anh em cũng biết rồi đó, cái cửa hàng Boja không thể nào mà anh em nhận được cái 20 xu đâu, nên là anh em nhất định là phải chia sẻ, anh em mà phải chia sẻ những cái clip mà làm cho Ghana phải có cái biện pháp gì đó để mà Ghana khắc phục cái này đó. Mình nhảy nãy giờ mình nhảy là tốn hết gần mười mười mấy cái huy hiệu Buja rồi, những huy hiệu chắc rồi mà mình vẫn không có thể nào mà mình nhảy được cái ô có xu anh em mà, thề luôn, rất là khó nha, rất là khó nha. Đấy, hiện tại còn có hai cái thôi nè, đó 20, tổng cộng nãy giờ mình có tầm đâu đó là mười mấy, gần 15-16 cái huy hiệu chắc đó, nhưng mà mình không có, chưa có nhận được cái xu nào luôn á, thề. Ok, thì nói chung là clip mình lên mang đến đây thôi, thì chủ yếu là ui được một cái vậy anh em, hên vãi nồi luôn, đổi xanh mười mấy cái huy hiệu của tôi. Thì nói chung clip này mình chỉ nói về cái vấn đề lỗi, cũng như là thông báo cho anh em nào mà chọn phe thì anh em đừng có lo, cả server chúng ta sẽ nhận được cái là nhân vật Leon, nên là anh em cứ bình tĩnh và anh em chơi thôi, không cần phải gấp, không cần phải làm cả, chỉ anh em chỉ cần việc là vô anh em cài thôi anh em à, anh em chỉ cần vô anh em chơi bình thường thôi. Yên tâm đi anh em, tới ngày 20 tháng 1 anh em chắc chắn anh em sẽ đủ huy hiệu đó, mà anh em sẽ đủ cái Buja để mà anh em có thể là tích vào cái Buja của server, nên là anh em cứ yên tâm. Còn việc là đổi cái gói đồ này thì anh em đừng có lo luôn, anh em chỉ cần việc là mỗi ngày anh em vô chơi thôi, cái huy hiệu
Huy hiệu xuất sắc này thì mình thấy là nó không có giới hạn trong trận á, thì anh em chỉ cần chơi càng nhiều trận thì anh em sẽ nhận được càng nhiều thôi. Ok, và đó là phần thông tin mà mình muốn mang đến cho anh em trong clip này. Nếu mà cảm thấy video mình bổ ích thì đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đừng quên nhớ là mình là người đã dự đoán là con Leon này đã cho toàn server đó anh em. Đó, nên là anh em đừng quên mình nha. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ và hẹn lại anh em trong những video sau. Bye bye.